Sự trở lại mới đây của chị đẹp Lizia trong Penthouse đã làm không ít fan phấn khích. Dù chỉ trong một vài diễn khác, nhưng chỉ cần được ngắm nhìn vẻ sang chảnh và xinh đẹp của chị đẹp trên phim là đủ rồi. Với vai trò là người phụ nữ sống trong căn penthouse trên tầng cao nhất của tòa tháp Hera, hiển nhiên những bộ trang phục của bà cả luôn có khả năng làm người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt vì sự sang chảnh lẫn đắt đỏ. Chào mừng đã quay trở lại với Ten Asia và sau đây hãy cùng chúng mình đi bóc giá 10 bộ trang phục đắt đỏ nhất của bà cả Sim Suran trong bom tấn penthouse nhé! Số 10. Áo trench coat cá tính. Nếu là tín đồ của phong cách diện trench coat của mấy chị Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ mê mẩn thời trang của chị đẹp. Trung bình, tập nào bạn cũng sẽ được ngắm nghía một bộ áo khoác dài khác nhau với đủ mọi phong cách và kiểu phối. Ở tập 3, chị đẹp Sim Suran diện một mẫu trench coat của Sport Max màu xanh biên xám, gần nhà với góc cổ và thắt lưng bản chung màu cam đầy cá tính. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chị dùng chiếc túi xách tay size nhỏ màu cam kiểu dáng lạ mắt của Lowy làm điểm nhấn. Tổng trị giá set đồ là 5.302 đô, tương đương với 122 triệu đồng. Số 9. Set sơ mi phối crop top phong cách. Nếu như xuyên suốt phim, bà cả luôn trung thành với phong cách thanh lịch tối giản thì vẫn có những set đồ được mix and match khá lạ mắt và cá tính. Chiếc sơ mi ở tập 7 là một ví dụ. Chỉ là trang phục sương sương đi shopping của chị đẹp thôi, nhưng cũng đã cao hơn nhiều bộ lễ phục của chị Ác Trơn Xeo Jean rồi đó. Chiếc sơ mi trắng đơn giản của Lowy với phần tà ngắn dài phá cách trị giá 573,6 đô, kết hợp với crop top len cách điệu cùng hãng trị giá 1.109 đô, với cùng túi mini bag series S của Flagstar trị giá 3.375 đô, tất cả tạo nên set đồ trị giá 5.563 đô, cả thuế, tương đương với 128 triệu đồng. Số 8. Set áo kép sang trọng. Vẫn ở tập 7 của bộ phim, khi đôi vợ chồng chị đẹp Anh Ác cùng đi xem buổi lĩnh sướng khai giảng năm học của những đứa trẻ trong tòa nhà Hera, chị đẹp lúc này diện một bộ đồ sang trọng hợp bối cảnh. Chiếc áo compact strap cape của Valentino gây ấn tượng khi vẫn được cắt may phần trước thân áo ôm vừa vặn vào cơ thể, đi kèm với túi sắt trắng trang nhã dòng Riesling cũng đến từ Valentino với trị giá lần lượt là 2.345 đô và 2.575 đô. Khác với chị Ác Trơn Xeo Jean khi thường xuyên dùng phụ kiện hoa tai vòng cổ của các local brand với giá chỉ vài chục đô, chị đẹp lại rất ưu ái với những mũ phụ kiện đắt đỏ của Tiffany & Co. Đôi hoa tai chị đeo trong phân cảnh trị giá tới 1.100 đô. Tổng kết lại, ta có set đồ đi khai giảng cho con trị giá 6.622 đô, tương đương với khoảng 152 triệu tiền Việt. Số 7. Bộ váy hồng ấn tượng tập đầu tiên. Có lẽ bất kỳ khán giả nào của Penthouse cũng đều ấn tượng với bộ váy hồng mà chị đẹp diện ngay cả phân cảnh đầu tiên của tập 1. Bộ trang phục mang vẻ quý tộc và thướt tha với tông hồng pastel đầu dịu dàng. Nhưng tất nhiên, phân cảnh gắn với nó thì không được dịu dàng cho lắm khi chị phải tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của con gái mình. Bộ váy của Sim Suran đến từ bộ sưu tập xuân hè 2019 của nhà mốt Cocker's Chakar với giá không được công khai. Nhưng các mẫu váy dạ hội của nhà mốt này thường dao động từ khoảng 5.000 đến 7.000 đô. Kết hợp với bộ váy là hàng tá phụ kiện bao gồm chiếc sắc tay da lộn đính lông vũ mang tên Venus của Jimmy Choo cùng đôi giày lông vũ cùng bộ sưu tập. Cả hai lần lượt trị giá 889 đô và 1.497 đô. Chị đẹp không quên điểm thêm vài món phụ kiện như bộ vòng cổ và hoa tai của Stonehenge trị giá 2.405 đô cho 3 món. Tổng trị giá bộ đồ lên tới 10.700 đến 12.700 đô, tương đương với khoảng 240 đến 300 triệu đồng. Số 6. Xét về áo nhã nhặn trong tập 12. Có vẻ thay vì phải đau đầu phối thương hiệu này nọ, chị đẹp thường thích diện nguyên một cây đồ của một thương hiệu luôn cho tiện. Bằng chứng, ta tiếp tục được thưởng thức một set đồ nguyên cây đến từ thương hiệu xa xỉ Bottich Veneta. Chiếc áo trench coat đặc trưng của các cô gái Hàn Quốc trị giá 3.000 đô kết hợp với chiếc váy maxi cao cổ trị giá 3.259 đô. Đi kèm bộ đồ là chiếc trench pouch dây xích bản to đình đám từng làm mưa làm gió vào năm ngoái năm kia trị giá 4.242 đô và kết lại bằng đôi sandals cao gót với giá rổ rất nhẹ nhàng chỉ 169 đô. Kết hợp lại, ta có set đồ đi họp phụ huynh của chị đẹp giá 11.737 đô, tương đương với 270 triệu, đủ để chặt chém tất cả các phụ huynh ngồi xung quanh chị. Số 5. Set jumpsuit trẻ trung trong tập 17.
Càng về cuối phim, độ ngầu của chị đẹp càng tỷ lệ thuận với giá những bộ đồ chị đắp lên người. Ở tập 17, trong phần cảnh chị đẹp đang thuyết phục Oh Jun-hee giúp mình trong việc bóc trần cái chết oan uổng của cô gái Seo-a, trong khi chị không hề biết rằng người chị đang nói chuyện chính là kẻ đã gây ra cái chết của cô bé. Chị diện bộ chăm xui trẻ trung của Max Mara trị giá 1.990 đô, chiếc sắc tay nổi tiếng của Portage Veneta trị giá 2.913 đô. Giá trị bộ đồ có vẻ hơi khiêm tốn nhỉ, nhầm to rồi nhé. Để nâng tầm vũ trụ cho set đồ, chị đẹp đã phối hợp cùng với chiếc vòng cổ Double Link trị giá 2.600 đô và đôi hoa tai Graduated Link trị giá 5.800 đô, cả hai đều đến từ thương hiệu Tiffany & Co. Chiếc vòng cổ chứa hài cốt của con gái chị tưởng chừng chỉ là vật tượng trưng, nhưng cũng là sản phẩm hot của thương hiệu nội địa Minhui trị giá 227 đô. Tổng kết lại, ta có set đồ trị giá 13.748 đô, tương đương với 316 triệu đồng. Nhưng đó chưa phải là đỉnh của top đâu nhé. Tua một chút đến cuối tập, ta sẽ thấy chị vẫn diện set đồ này nhưng với một chút thay đổi trong phụ kiện. Trong phân cảnh chị đang chất vấn ông chồng máu lạnh của mình về việc bán mảnh đất thuộc quyền sở hữu của con gái, chị đã thay chiếc sắc tay của BV bằng chiếc túi mini Mosaki của Hermes trị giá 8.385 đô, cùng với đó là hai chiếc nhẫn của Tiffany & Co. trị giá 4.000 đô cho chiếc nhỏ và 46.700 đô cho chiếc nhẫn đính kim cương. Tổng kết lại, set đồ mới trị giá tới 76.387 đô, tương đương với 1 tỷ 756 triệu đồng. Bạn thấy đấy, chẳng cần đến drama, nguyên việc đọc giá trị trang sức của chị cũng khiến cho người xem phải choáng váng cả rồi. 4. Set trend code năng động tập 9. Khi phần 1 của Penthouse được công chiếu, nhiều tín đồ thời trang đã mê mẩn với bộ sưu tập trend code của chị đẹp. Trong tập 9, xuyên suốt phần đoạn chị đi tìm hiểu về con gái mình, Sim Sooron diện bộ đồ gồm chiếc trend code 2M của Burberry trị giá 2.500 đô, kết hợp với túi sách mini logo stem cùng hãng trị giá 1.289 đô. Phối với áo phông và quần jean local brand trị giá 200 đô. Kết lại set đồ, chị đeo hẳn chiếc vòng cổ của Tiffany & Co. trị giá 10.000 đô la. Tổng kết lại, ta có set đồ đi tìm công lý trị giá 15.387 đô, tương đương với 354 triệu đồng. Mà đấy là Ten Asia còn không kể đến chiếc nhẫn kim cương 46.000 đô chị vẫn đang đeo trên tay đấy nhé. Chiếc vòng cổ của Tiffany có vẻ là một item ruột của chị đẹp khi chị lại diện nó kết hợp với set phái của Loewe và túi sách YSL, trị giá tổng set đồ cũng rơi vào khoảng 15.000 đô ở tập 20. Số 3. Set trend code tối giản tập 18. Set đồ tối giản tập 18 sẽ toàn những item quen thuộc. Chiếc trend code với phần tay bồng cách điệu trị giá 3.738 đô la, clutch crisscross trị giá 2.912 đô, đôi sandal curve, một phiên bản giống hệt đôi giày ở set đồ số 7, phiên bản màu đen trị giá 169 đô. Tất cả đều đến từ thương hiệu Portage Veneta. Phụ kiện được kết hợp gồm cặp vòng cổ và hoa tai ball hook của Tiffany & Co. tổng trị giá 10.525 đô. Kết hợp lại là có set đồ trị giá 19.078 đô, tương đương với 439 triệu đồng. Số 2. Set xanh cổ điển trong tập 2. Nếu bạn là một fan của sắc xanh mà vẫn muốn giữ độ thanh lịch đơn giản thì hãy tham khảo ngay set đồ xanh thanh lịch của chị đẹp trong tập 2. Với áo cổ cao bò sát local brand chỉ 100 đô, kết hợp với chân váy midi của Max Mara trị giá 275,8 đô, chị đẹp khoác thêm một chiếc áo blazer trị giá 727 đô. Trị giá set đồ cơ bản chỉ rơi vào khoảng 1.000 đô, hoàn toàn trong tầm đu của các chị em. Tất nhiên là chị đẹp rất biết cách khiến tầm giá của những bộ đồ mình mặc trên người bắn ra ngoài vũ trụ khi kết hợp với đôi hoa tai Tiffany & Co. trị giá 6.736 đô, đồng hồ Jacques Recorder trị giá 16.569 đô và chiếc túi Marbury trị giá 1.100 đô. Tổng giá trị set đồ lên tới 28.059 đô, tương đương với 645 triệu đồng. Số 1. Set đồ streetwear ở tập 14. Cuối cùng cũng đã đến set đồ đắt đỏ nhất của chị đẹp. Chắc hẳn bạn nghĩ đang phải là một set đồ lễ phục long lanh như bức tranh. Không hề nhé. Nếu chỉ tính giá trị quần áo thì chiếc áo phông đen và chân váy beige cặp cao chị mặc chỉ có khoảng 500 đô. Thay vào đó, trị giá set đồ nằm trong danh sách phụ kiện giải tít tắp.
ta có một chiếc kính râm họa tiết ngựa vằn của Saint Laurent trị giá 380 đô, một phụ kiện gồm vòng cổ 22.733 đô, lắc tay đơn 12.719 đô, lắc tay đính kim cương trị giá 40.098 đô và nhẫn kim cương trị giá 40.000 đô đến từ thương hiệu Tiffany & Co. Phối với set đồ là chiếc túi cỡ nhỏ của L'Oréal trị giá 286 đô cùng với phụ kiện cài túi trị giá 68 đô. Để hoàn thiện set đồ, chị đẹp diện đôi giày cao gót buộc dây của Jimmy Choo trị giá 975 đô. Tất thần tật, chúng ta có một cây đồ dạo phố xương xương giản dị trị giá 129.460 đô, tương đương với 2 tỷ 977 triệu đồng. Quả không hổ danh là bà cả trên căn penthouse cao nhất của tháp Hera. Hy vọng rằng với sự xuất hiện của em gái sinh đôi của chị đẹp trong các tập phim sắp tới, chúng ta sẽ còn được thưởng thức nhiều set đồ hoành tráng hơn nữa. Và đó là 10 set đồ đắt đỏ nhất của chị đẹp Sim Suron trong penthouse. Bạn thích set đồ nào nhất? Hãy comment bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like, share và subscribe Ten Asia để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!